Bên cạnh việc chuẩn bị sức khỏe thật tốt trước khi mang thai như khám tiền sản, bỏ các thói quen xấu, xác định đúng thời điểm rụng trứng, thì việc lựa chọn một chế độ ăn uống khoa học lành mạnh cũng sẽ giúp tăng khả năng thụ thai cao hơn. Vậy chế độ ăn thế nào được coi là hợp lý và cần lưu ý những gì? Chị em hãy cùng tham khảo ngay những điều sau nhé. 1. Ăn đủ chất. Để đảm bảo sức khỏe nhằm giúp việc thụ thai diễn ra thuận lợi hơn, người mẹ cần đa dạng các món ăn, trong bữa ăn phải phối hợp đầy đủ những chất sau. Bột đường chiếm khoảng 60% tổng năng lượng của bữa ăn, bao gồm cơm, nui, miến, phở. Bên cạnh đó có thể ăn thêm ngũ cốc, yến mạch để cung cấp năng lượng và bổ sung vitamin B, E. Hai loại vitamin này rất cần thiết để giúp sinh sản tế bào, sản xuất trứng và cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Đạm động vật chiếm 15-20% tổng năng lượng bữa ăn, nên ăn những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao như thịt bò, gà, heo, đậu hũ, các loại cá, trứng. Chúng sẽ giúp chị em ngăn ngừa bệnh thiếu máu, giảm nguy cơ các vấn đề bất thường về rụng trứng. Chất béo không quá 25% tổng năng lượng bữa ăn, trong đó có 50% từ động vật như là thịt, cá và 50% từ thực vật như là dầu đậu nành, mè, ô liu. Rau củ chọn những loại rau có màu xanh sẫm như rau ngót, cải bó xôi, xà lách song. Trái cây nên ăn khoảng 200g một ngày, có thể ăn được tất cả các loại trái cây trừ một số quả chua như là chanh, xoài xanh, cóc. 2. Bổ sung dưỡng chất phù hợp với từng giai đoạn. Giai đoạn đèn đỏ. Trong giai đoạn này khiến nhiều chị em cảm thấy mệt mỏi bởi những cơn đau bụng kéo dài, cơ thể bị thiếu sắt do mất khoảng 30-40 ml máu trong những ngày này. Vì vậy, sắt là vi chất quan trọng cần bổ sung lúc này. Các loại thực phẩm có chứa hàm lượng sắt lớn như các loại thịt màu đỏ, các loại đậu, cá, các loại hạt, rau màu xanh đậm. Các thực phẩm này giàu sắt và giàu protein, giúp chị em hồi phục sức khỏe lại rất tốt cho phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung. Để tăng khả năng hấp thu sắt tốt hơn thì chị em bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu vitamin C như cà chua, cam, quýt, kiwi. Giai đoạn hình thành nang trứng. Trong giai đoạn này, cơ thể phụ nữ bắt đầu làm việc để tạo ra các nang trội và làm lượng estrogen cao hơn trước. Do đó, việc bổ sung các loại thực phẩm như bông cải xanh, cải xoăn, bắp cải và súp lơ sẽ giúp cơ thể tổng hợp và chuyển hóa estrogen tốt hơn. Gần đến ngày rụng trứng, hai dưỡng chất quan trọng cần bổ sung trong giai đoạn này là vitamin B và kẽm. Kẽm là dưỡng chất tốt cho sự phân chia tế bào và quá trình sản sinh hormone progesterone, nhân tố cần thiết trong quá trình thụ thai. Các loại thực phẩm giàu kẽm như hàu, sò, nghêu, các loại đậu, lòng đỏ trứng, củ cải, trái ổi. Giai đoạn trứng chuẩn bị làm tổ. Beta-carotene, tiền vitamin A là dưỡng chất cần nạp vào cơ thể lúc này bởi nó giúp duy trì lượng hormone và giảm nguy cơ sảy thai. Thực phẩm có chứa beta-carotene được chuyển đổi thành vitamin A để duy trì làn da khỏe mạnh và có một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Do đó, chị em cần ăn nhiều các thực phẩm có chứa hàm lượng beta-carotene lớn như là rau xanh, các thực phẩm màu vàng cam như cà rốt, khoai lang, bí ngô hay dứa. Vừa rồi là những gợi ý về chế độ ăn khoa học lành mạnh giúp các chị em tăng khả năng thụ thai tốt hơn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn xây dựng được một chế độ ăn hợp lý cho mình để có được một sức khỏe tốt và sớm thụ thai thành công.